Hello, đi bà con ơi. Hello, chào bà con. Chào bà con, chỉ là Vecino Hoàng Tiền Retail là em đây. Em là người bán hàng online chứ em không phải là người bán hàng đa cấp nha. Hello, này bán mai bán mốt đi bán luôn. Có khi nào mai mốt bà con gặp em ngoài đường bán dạo thì ngoài đường thì nhớ đừng có lại gần em nha. Ngại chết đi được. Ok, nói giỡn vậy thôi. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một dòng sản phẩm đến từ thương hiệu Oppo. Hiện tại mình đang có mặt tại Oppo Official Store, một gian hàng Oppo đặt bày bán ở trên Shopee. Thế thì các bạn luôn, nếu các bạn coi clip của mình thường xuyên, coi kênh của mình thường xuyên, các bạn thấy thì hiện tại dạo này mình không có đi cập nhật giá trực tiếp sẽ di động được, thì mình có quay clip giá điện thoại online ở trên Shopee, bởi vì mình có là một cái nghề tay trái, đó chính là mình liên kết với Shopee để ăn phần trăm hoa hồng đó các bạn. Chương trình này gọi là chương trình tiếp thị liên kết đó, thì mong các bạn sẽ luôn ủng hộ và đồng hành cùng mình nha. Hiện tại thì cũng hơi khó khăn một chút xíu, bảo được cái gì là bảo thôi. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một dòng sản phẩm đến từ thương hiệu Oppo. Mình thấy thương hiệu Oppo này có rất là nhiều bạn không kể phân biệt nam nữ, gái trai, già trẻ, lớn bé gì. Các bạn rất là thích Oppo, mình không biết tại sao. Nhưng mà mình biết một điều chắc chắn, đó chính là các bạn yêu Sơn Tùng MTP, ca sĩ đại diện cho thương hiệu Oppo các bạn. Ok, sản phẩm này muốn thưa các bạn đó chính là Oppo A16 độc quyền trên Shopee. Xin nhắc lại, nhấn mạnh là độc quyền. Đờ ô cửa ốc, đỡ ốc đốc, nặng độc. Quy u e n quên 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 nền quyền. Sơ o abcb shopee độc quyền trên Shopee các bạn. Đây các bạn ơi, Oppo A16 phiên bản RAM 4GB, bộ nhớ 6 mi như nhi, pin 5000 mAh. Sẽ có hai màu các bạn lựa chọn, đó chính là màu xanh và màu bạc. Siêu sạc điện thoại siêu an toàn. Trời ơi, cái gì vậy? Tôi đang giới thiệu Shopee mà cứ nha 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 gì vô đây. Mình xin lỗi các bạn, mình sẽ cắt khúc đó. Pin bền bỉ 5000 mAh, xem YouTube thải ra suốt 21,02 giờ. Chỉ còn 5% pin ư? Bật chế độ siêu tiết kiệm pin và có ngay 1,84 giờ thoải mái đàm thoại. Wow, ghê vậy. Còn có 5% pin, bật chế độ siêu tiết kiệm pin mà thêm được 1,84 giờ đàm thoại nữa. Chế độ chờ ban đêm sẽ giảm lượng tiêu thụ điện năng ban đêm tận 1,21%. Camera trước bắt trọn vẻ đẹp của bạn. Bộ ba camera sau với camera chính là 13 megapixel, camera chiều sâu là 20 megapixel và camera cận cảnh 2 megapixel. Thiết kế 3D tinh xảo, tỏa sáng bắt mắt. Màn hình lớn nổi bật, dung lượng pin 5000, bộ ba camera tuyệt đỉnh, tất cả hội tụ trong một thiết kế duy nhất với thiết kế 3D viền cong siêu mỏng và nhẹ, kích thước chỉ 190g và mỏng 8,4 mm. Thực sự thì với 8,4 mm này thì không phải mà mỏng đâu các bạn, vẫn chưa gọi là mỏng đâu nha. Đây đây tất cả phải em nói đây các bạn ơi. Thì xin phép các bạn, mình vừa mới kết thúc một bài giảng giới thiệu về sản phẩm Oppo A16 ạ. Đây là hàng chính hãng nha các tình yêu ơi. Giá hiện tại niêm yết là 3.990.000, giảm chỉ còn 3.850 thôi, nghĩa là giảm 140.000. Tuy là giảm không nhiều nhưng mà theo mình thấy có giảm là có vui nha các bạn. Miễn phí trả hàng chính hãng 100%, giao miễn phí và đặc biệt có hỗ trợ trả góp. Nhưng xin nhấn mạnh với các bạn là trả góp 0% này qua thẻ tín dụng nha. Và đặc biệt nhấn mạnh là qua thẻ tín dụng, không có hỗ trợ trả góp của công ty tài chính nha. Hỗ trợ trả góp qua thẻ tín dụng thì những bạn nào muốn mua trả góp thì phải thẻ tín dụng của ngân hàng Sacombank, FE, ACB, TPBank, Vietcombank, Shinhan, VIB với thời hạn linh hoạt từ 3, 6, 9, 12 tháng các bạn, tùy ngân hàng. Thì các bạn muốn biết ngân hàng nào với lãi suất bao nhiêu, mỗi tháng đóng bao nhiêu thì comment cho mình ở dưới. Ok, lãi suất thì tất nhiên là 0% rồi, còn mỗi tháng đóng bao nhiêu các bạn comment cho mình ở dưới nha, mình sẽ tiếp các bạn luôn. Miễn phí vận chuyển, sẽ có 3 màu: xanh thời thượng, đen và bạc phá cách. Xanh thời thượng, bạc phá cách, có 3 màu. Đây là gian hàng chính hãng của Oppo nha các bạn. Đây là hàng chính hãng, xin nhắc mạnh các bạn, đây là hàng chính hãng. Ok, thông số kỹ thuật của máy các bạn ơi. Kích thước dày ta dày. Chip chip là MediaTek MT6765 Helio B35. Các bạn để ý kỹ một điều, thì những cái dòng sản phẩm của Oppo mà giá rẻ theo như mình thấy thì thường là sử dụng chip Helio B35, Helio B35. Bên cạnh Oppo thì có Vivo với Realme các bạn. Thường dòng sản phẩm giá rẻ thường là sử dụng Helio B35 với tốc độ lên đến 2.3 GHz, chip đồ họa IMGE8320, RAM 4GB 64GB, có hệ trợ thẻ nhớ lên 256GB, chạy hệ điều hành Android 11 với giao diện ColorOS 11.1 các bạn. Hai SIM nano
pin là 5.000. Bộ sản phẩm đi kèm theo máy gồm có thân máy, sách hướng dẫn, cáp sạc, củ sạc. Thông tin cho các bạn là sản phẩm này bảo hành 12 tháng tại các trung tâm bảo hành của Oppo, một đổi một trong vòng 30 ngày đầu tiên nếu lỗi phần cứng sản xuất, giao hàng trên toàn quốc. Hotline 1800 577 776. Này mình giới thiệu sản phẩm mà mình giống mình đang đọc bài văn đó, phải không các bạn? Các bạn coi thì nói chung là thương mình thì coi ủng hộ mình nha. Giờ mình chuyển qua chế độ năn nỉ luôn rồi đó. Nói với các bạn vậy thôi thì phải giới thiệu các bạn từng chi tiết một chứ. Vì mình mua hàng online thường mình rất là sợ. Mình sợ là mình mua hàng không phải chính hãng nè. Mình sợ là không có ship hàng an toàn cho mình. Thì các bạn cứ yên tâm, đây là hàng chính hãng nha. Cho các bạn đập hộp nguyên siêu luôn, các bạn cứ yên tâm. Đây là đánh giá của khách hàng, các bạn cũng là khách hàng đập hộp đây nè. Khách hàng đánh giá 5 sao không. Ông này sẽ giống cò quá ta. Ông mua Oppo A16 mà sao trên bàn có Vivo i3s, Vivo i20 nữa đây. Đây các bạn, đây là vẻ bề ngoài của hộp em nói đây các bạn ơi. Rất là quen thuộc với những bạn nào mà mua điện thoại. Đập hộp luôn nha, nguyên siêu luôn nha. Đây. Và đây, xoay ngang. Và đây là khi khách hàng đập hộp đây các bạn. Đó. Đánh giá của khách hàng khi mua điện thoại thường rất là quan trọng, bởi vì khi mà mình mua hàng online thường mình phải coi đánh giá của khách hàng như thế nào. Đây là màu xanh này các bạn ơi. Wow, nhìn cái mặt lưng sau là biết thiết kế của năm 2021 rồi, bởi vì thường những dòng sản phẩm điện thoại giá rẻ thiết kế năm 2021 của Oppo là các bạn thấy thiết kế với cụm 2-3-4 camera gì đó, thường là nằm trong một ô hình chữ nhật hoặc là hình vuông màu đen nằm góc bên trái màn hình điện thoại đó. Đây mặt lưng sau nha các bạn, rất là đẹp với màu xanh. Ủa này gì đây? Oh sorry sorry, cắt khúc đó, cắt khúc đó, tiếng đâu lọt vô tấm hình đó. Trời, chắc ông này ông quay cái này ông đăng lên ông kiếm xu chứ. Giao hàng siêu nhanh, điện thoại siêu đẹp, flash sale nên giá khá rẻ. Đây các bạn ơi, đây là màu bạc nha. Thường thì mình quay những sản phẩm của Oppo rất là nhiều bạn quan tâm. Oppo thì nổi danh là chụp ảnh rất là đẹp các bạn, đẹp ở mức độ là chụp ảnh ảo rất là đẹp á. Ok, cảm ơn các bạn coi clip của mình nha. Các bạn thắc mắc gì về sản phẩm này comment cho mình ở dưới. Còn các bạn muốn đặt hàng thì có thể vô phần mô tả của mình ở dưới nha. Mình sẽ để một cái link, các bạn nhấp vô là sẽ dẫn đến cái link trang của Oppo Official Store. Các bạn cần nhấn vô mua ngay và mình chọn màu thôi nha. Hiện tại còn có màu xanh thanh xanh thời thượng và một bài phá cách. Thì hai cái màu này mình cho các bạn coi thực tế rồi đó. Các bạn nhấn vô mua ngay và mình nhập thông tin địa chỉ nơi nhận hàng của mình nha. Chúc các bạn sẽ mua được chiếc điện thoại như ý, quá là tuyệt vời luôn. Samsung. Ôi trời. Dạo này sao đầu óc mình ở nhà ăn nhiều quá lấp não các bạn ơi. Sorry các bạn. Oppo. Điện thoại Oppo A16 4G, hàng chính hãng, giao hàng miễn phí, chính hãng 100%, có hỗ trợ trả góp 0%. Đập hộp nguyên siêu. Quá là tuyệt vời, giá lại rẻ trên cả rẻ luôn. Này bán mày bán một bán tiếp, quẹo lựa đi các bạn ơi. Ok, cảm ơn và tạm biệt các bạn nhé.